Trước hết xin trân trọng kính chào ông bà mục sư quản nhiệm, ban trị sự chấp sự cùng toàn thể quý tôi tớ con cái của Chúa có mặt trong phòng nhóm buổi tối hôm nay. Nguyện xin Chúa ban phước lành trên tất cả quý vị trong thời giờ chúng ta thờ phượng Chúa. Kính thưa Hội Thánh, như chúng ta đã học biết trong những ngày tháng qua, Hội Thánh không phải là một cái tòa nhà đồ sộ, cũng không phải là một ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy, hay là ngôi nhà thờ cổ kính. Hội Thánh là đoàn thể hay là những con người được Chúa Giêsu mua chuộc bằng chính quyết của Ngài, kêu gọi chúng ta ra khỏi thế gian, không có nghĩa là chúng ta sống tách biệt giữa đời, nhưng là ra khỏi những cái lề thói, những cái tội lỗi, để chỉ thờ phượng duy nhất một Đức Chúa Trời ba ngôi. Hội Thánh còn được gọi là gia đình của Đức Chúa Trời trên đất, và tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu đều là anh em. Như vậy thì cái điều gì là quan trọng, là giá trị hay là cốt lõi của Hội Thánh? Điều gì là quan trọng, là giá trị, là cốt lõi của Hội Thánh? Có phải những văn bằng chúng ta đạt được, hay những cái địa vị chúng ta đang có, hay là của cải chúng ta đang nắm giữ? Xin thưa với Hội Thánh, điều đó chưa phải là quan trọng, mà điều quan trọng nhất đó chính là tình yêu thương. Chính tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này để chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra, gánh lấy tội lỗi của chúng ta, và chính tình yêu thương của Ngài liên hiệp chúng ta là một với nhau trong một cái gia đình của con, là con của Đức Chúa Trời. Hội Thánh nào có mọi thứ ở trên đời này, nhưng nếu không có tình yêu thương thì Hội Thánh đó chỉ là cái tôn giáo mà thôi. Còn Hội Thánh nào mà có tình yêu thương thì Hội Thánh đó sẽ vững mạnh và phát triển, kết quả làm vinh hiển danh Chúa ở trên đất này. Chính vì vậy mà khi sứ đồ Phao-lô viết thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-linh-tô, nếu chúng ta xem từ đoạn 12, đoạn 13, đoạn 14 thì chúng ta sẽ thấy là ông khuyên Hội Thánh hãy hiệp một, hãy yêu thương. Cuối câu của đoạn 12 thì ông nói là anh em hãy ao ước cái điều ban cho lớn hơn hết. Qua đoạn 13 thì ông sẽ chỉ cái điều ban cho lớn hơn hết đó chính là tình yêu thương. Như vậy thì chủ đề chúng ta học buổi tối hôm nay điều trọng hơn hết trong Hội Thánh đó chính là tình yêu thương. Như vậy thì câu hỏi đặt ra, tại sao tình yêu thương lại là điều trọng hơn hết trong Hội Thánh? Thì có bốn điều chúng ta cùng học với nhau buổi tối hôm nay. Điều thứ nhất, tình yêu thương là điều trọng hơn hết trong Hội Thánh bởi vì tình yêu thương nó đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là nguồn của tình yêu. Ở trong Văn Nhất đoạn 4 câu 7 đến câu 8 chép như vậy: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Tình yêu của con người thì nó có điều kiện, nhưng mà tình yêu của Chúa yêu chúng ta mới có thể yêu người khác. Như vậy thì cái điều quan trọng nhất trong Hội Thánh đó là cái tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Và tình yêu thương đó nó có giá trị hơn các ân tứ. Từ ở trong câu số 1 đến câu số 3 thì sứ đồ Phao-lô nói như vậy: dầu tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng. Dầu tôi nói được ơn tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.
Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích cho tôi. Như vậy thì ở đây sứ đồ Phao-lô dùng cái từ giàu, có nghĩa là ông muốn ví dụ thôi, hoặc là ông phóng đại cho rằng một người có thể biết tất cả các ngôn ngữ. Ở trên thế giới này, cái người giỏi lắm thì cũng biết mười mấy ngôn ngữ mà thôi, không ai biết tất cả các ngôn ngữ. Nhưng cho giàu cái người đó biết tất cả các ngôn ngữ, nhưng nếu không có tình yêu thương thì cái điều họ nói chẳng khác nào là tra tấn người khác, người ta không hiểu. Như vậy thì ông nói nó chẳng có ích gì. Rồi ân tứ nói tiên tri là để gây dựng, mà ngày nay ta gọi là giảng đạo. Giảng là để gây dựng, nhưng nếu đem việc xấu của người khác lên tòa giảng chỉ trích thì điều đó không đem đến cái sự ích lợi cho người khác. Có một người hỏi một thuộc viên của người Hy Lạp bị người Hồi giáo áp bức, là hỏi rằng tại sao Chúa lại dựng nên nhiều người Hồi giáo như vậy. Thì người này trả lời rằng bởi vì Chúa dựng nên nhiều người Hồi giáo để cho lấp đầy cái địa ngục. Như vậy thì một bài giảng toàn là những cái sự đe dọa thì không gây ích lợi cho người khác. Rồi một đức tin mạnh mẽ, ví dụ có một người bệnh đau quằn quại ở trên giường bệnh, cần phải đến bệnh viện để bác sĩ chữa trị, thì chúng ta nói cầu nguyện thôi, khỏi cần đưa đến bệnh viện. Cũng giống như câu chuyện mà Chúa Giêsu kể về người Samari nhân lành, thầy tế lễ và người Lê-vi, thấy nạn nhân bị hại nhưng mà không quan tâm, không chăm sóc. Họ là những người có đức tin, nhưng mà đức tin đó chỉ gây cho đau lòng, không ích lợi cho người khác. Và Chúa Giêsu đã phán, ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán cùng họ rằng, hỡi kẻ làm ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 22 đến câu 23. Rồi người ta nói rằng trên đời này không có gì xấu hổ hơn là làm phước mà không có tình yêu thương. Một đầy tớ Chúa kể rằng khi ông cùng với một người bạn đi ở trên đường, thấy một người ăn xin, xin ăn, thì người đầy tớ này, cái người bạn của người đầy tớ này mới móc ở trong túi ra một tờ giấy bạc 10.000 đồng giúp cho cái người ăn mày đó. Rồi người đại tớ hỏi cái người bạn là tại sao bạn làm như vậy? Thì cái người bạn mới trả lời rằng bởi vì kiếp trước nó làm ác, cho nên kiếp này nó đi ăn xin là lẽ đương nhiên. Nhưng mà tôi cho nó chẳng qua không phải là yêu thương gì, nhưng mà tôi giúp nó chẳng qua tôi làm phước cho tôi. Như vậy thì làm phước mà không có tình yêu thương, giúp người khác mà không có tình yêu thương thì chẳng có ích lợi gì. Chúng ta nên nhớ rằng khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ, Chúa thấy đoàn dân đông thì Ngài động lòng thương xót, Ngài khóa bánh cho họ ăn, rồi Ngài bảo các môn đồ phải chăm sóc họ. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm đều làm dựa trên tình yêu thương. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta làm bất cứ điều gì, xin Chúa giúp chúng ta hãy làm dựa trên tình yêu thương mà chúng ta làm, thì điều đó đẹp lòng Chúa. Rồi có người nói rằng, trong cái phần này nó là mình có thể là hy sinh cái thân mình, nhưng mà không có tình yêu thương thì cái sự chết của mình nó có ích lợi gì? Ở đây chúng ta, tôi nghĩ rằng chắc cũng đã từng có người đi lính rồi. Nhưng chúng ta đã biết thì có mấy loại lính. Ngày xưa thì người ta gọi là quân dịch, ngày hôm nay thì người ta gọi là nghĩa vụ quân sự. Có ba loại lính. Thứ nhất là lính nghĩa vụ quân sự, như ngày xưa ta gọi là quân dịch. Thứ hai là lính đánh thuê. Thứ ba là lính tình nguyện. Lính nghĩa vụ có nghĩa là đúng tuổi 18 tuổi thì anh phải thi hành, anh không thể nào trốn với quân dịch được, thì anh phải đi lính.
Nhưng mà khi ra chiến trường thì có người này chết. Có phải chết vì tình yêu thương không? Tại sao có nhiều người đến tuổi nghĩa vụ mà lại không đi lính vẫn trốn? Bởi vì đó là cái nghĩa vụ thôi, chứ không phải là tôi tự nguyện. Rồi lính đánh thuê thì trả tiền đi thì tôi làm. Còn lính tình nguyện đó thì chưa cần đến tuổi, họ sẵn sàng tình nguyện. Bởi vì họ làm vì tình yêu thương tổ quốc thì họ ra đi. Như vậy thì hy sinh cả thân mình nhưng mà không phải tình yêu thương thì chẳng có ích gì. Cho nên tình yêu thương, làm bất cứ điều gì hãy dựa trên cái tình yêu thương. Như vậy thì điều trọng hơn hết là tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta học, tình yêu thương thì đến từ Chúa Giê-xu. Hồi nãy chúng ta nói tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, tình yêu thương thì đến từ Chúa Giê-xu. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 9: Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Chúng ta đâu có đáng gì để Chúa yêu, nhưng mà Chúa vẫn yêu chúng ta. Tình yêu của Ngài gọi là tình yêu lớn nhất. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 13 nói rằng: Chẳng có tình yêu thương nào lớn hơn vì cớ bạn hữu mà phó sự sống mình. Người ta có thể chết cho con cái, chết cho cha mẹ, nhưng ít ai chết cho bạn hữu của mình. Trong lịch sử Việt Nam thì có Lê Lai hy sinh cho Lê Lợi. Điều đó là hiếm. Nhưng mà Chúa không chỉ chết cho bạn hữu, mà Chúa chết cho những người chống nghịch Ngài, phản nghịch Ngài, cứ lầm lũi đi trên cái con đường tội ác, chống lại Ngài. Chính vì tình yêu đó mà Chúa Giê-xu từ trời đến thế gian này để tìm và cứu chúng ta. Ngài chịu chết trên thập tự giá đổ huyết ra vì cớ chúng ta. Chúng ta không xứng đáng để Chúa yêu, nhưng mà Chúa vẫn cứ yêu chúng ta. Đó là tình yêu của Ngài, gọi là tình yêu lớn nhất. Và chính sứ đồ Phao-lô là người đã kinh nghiệm cái tình yêu này. Cho nên ông viết thư Cô-rinh-tô, ông nói lên cái điều đó. Ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 10 câu 1, Ti-mô-thê nhất đoạn 1 từ câu 13 đến câu 14, ông nói như vậy: Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội, chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta dư dật trong ta với đức tin cùng sự yêu thương trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Rồi chúng ta nhớ cái bài thánh ca 301: Ôi tình thương, thần nhân Giê-xu yêu thương chúng sinh vô ngần, liền ngôi cao sang vui dáng sanh nơi hồng trần, đền tội cho ta thân Chúa phải cam hy sinh. Hỡi ôi quý thánh chàng tuôn láng lai ở trên thập hình. Ôi tình thương, ôi tình thương, tình thương của Chúa hy sinh. Thế tôi thân Chúa đầy thương, cam chết trên tội hình. Rồi Thi Thiên 86 câu 15 như vậy: Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời, hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và chân thật dư dật. Sự chân thật và dư dật. Như vậy thì tất cả những điều đó nói lên cái tình yêu của Ngài. Muốn hiểu tình yêu của Chúa thì chúng ta đọc ở trong Giăng nhất đoạn 3 từ câu 16 đến câu 17. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu có ai có của cải đời này mà thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng kính mến của Đức Chúa Trời thể nào ở trong người đó được. Như vậy thì Chúa yêu chúng ta thì chúng ta phải yêu thương nhau. Và thực chất trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, điều sứ đồ Phao-lô muốn nói đây là tình yêu của Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta đổi cái chữ tình yêu đó ra Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu hay nhân từ, Chúa Giê-xu hay thương xót, Chúa Giê-xu hay nhịn nhục, Chúa Giê-xu chẳng lên mình kiêu ngạo. Như chúng ta đọc ở trong Ê-sai 53 thì Ngài như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, chẳng hề mở miệng, Ngài chưa hề phạm tội, trong Ngài chẳng có chi dối trá. Như vậy thì tình yêu này là tình yêu của Chúa Giê-xu. Và một người muốn thể hiện được cái tình yêu này thì phải có Chúa ngự trị ở trong đời sống của mình, thay đổi đời sống của mình. Và tính tình yêu của Chúa
thì chúng ta mới có thể yêu thương nhau. Cho nên ở trong Galati đoạn 4 câu 19 thì sứ đồ Phaolô cầu nguyện như vậy, ông tha thiết như vậy, ông nói là: hỡi các con, vì các con mà ta đã chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ hình thành trong các con, cho đến chừng nào Đấng Christ hình thành trong các con, khi nào hình ảnh của Chúa Giêsu ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta mới có thể yêu giống như Chúa yêu. Còn nếu mà Chúa không ở trong đời sống chúng ta không thể nào yêu người khác như Chúa yêu. Chính vì vậy mà sứ đồ Phaolô nói là nhận biết Chúa Giêsu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Tôi xem những điều đó như là rơm rác vì nhận biết Chúa Giêsu là quý hơn hết. Nếu chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là quý hơn hết trong cuộc đời của mình thì chúng ta mới có thể yêu người khác, chúng ta mới có thể sống cho Chúa, chúng ta mới có thể hy sinh cho Chúa được. Còn nếu chúng ta chưa nhận biết Chúa Giêsu là quý trong cuộc đời của mình thì chúng ta chưa thể nào làm được những điều đó. Như vậy thì xin Chúa giúp cho chúng ta, để mỗi người chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, nhận biết Chúa là quý hơn hết ở trong cuộc đời của mình, để chúng ta có thể yêu nhau. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái điều thứ ba. Như vậy thì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, tình yêu thương đến từ Chúa Giêsu, tình yêu thương cũng đến từ Đức Thánh Linh. Ở trong câu 4 đến câu 7 thì có nói là Ngài khiến chúng ta nhịn nhục nhân từ, dung thứ mọi sự, tin mọi sự, nín chịu mọi sự. Như vậy thì chúng ta biết công việc của Đức Thánh Linh là gì? Là an ủi, là cáo chấp, là nhắc nhở, là khiến chúng ta nên thánh, là giúp chúng ta để chúng ta đi chọn cái con đường theo Chúa cho đến khi Ngài Chúa Giêsu trở lại. Bản thân chúng ta không thể làm gì được. Cho nên chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời là gồm có ba ngôi: Đức Chúa Trời hoạch định, Chúa Giêsu cứu chuộc, Đức Thánh Linh giúp chúng ta hoàn thành cái chương trình cứu chuộc đó. Bản thân chúng ta không làm gì được. Nếu muốn biết điều này thì chúng ta quay trở lại Cựu Ước, chúng ta xem cuộc đời của ông Gia-cốp thì chúng ta sẽ thấy rõ. Ông là cái con người mưu trí khác thường. Ông lường gạt cha mình, ông lường gạt anh mình, ông lường gạt cậu mình. Rồi cuối cùng là ông cũng là cái người phải chạy trốn anh mình. Rồi cuối cùng ông cũng là cái người bị cậu mình lường gạt. Thay vì gả ra trên thì lại gả Lê-a. Rồi ông nói rằng ban ngày thì ông chịu nắng nồng, ban đêm thì ông chịu sương lạnh. Tất cả những điều đó là cái công việc của Đức Thánh Linh, là sửa trị một người, nắng, uống nắng một người để cho con người đó trở nên tốt đẹp. Và trong Galati đoạn 5 câu 22 nói rằng: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại, trung tín, tiết độ. Trái của Thánh Linh là lòng yêu thương. Chúng ta không thể nào yêu được nếu mà không có Thánh Linh ngự ở trong đời sống của chúng ta. Đó là những cái kết quả của một người theo Chúa, một người tin Chúa, một người được biến đổi, một người được tái tạo, một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì người đó mới thể yêu thương, người đó mới có thể vui mừng, người đó mới có thể nhịn nhục, người đó mới có thể tha thứ cho người khác. Nếu một người theo Chúa chưa thực sự thay đổi cuộc đời của mình, chưa để Chúa Thánh Linh tỉa sửa cuộc đời của mình, làm chủ cuộc đời của mình không thể nào sanh ra những cái bông trái đó. Như vậy thì tình yêu thương cũng đến từ Đức Thánh Linh. Và chúng ta biết là trái thì nó có ba cái đặc điểm. Thứ nhất, trái là cái gì đó tự nhiên. Nếu chúng ta trồng một cái hạt giống xuống, chứ trồng cái cam thì nó phải lên trái cam, nó mọc ra trái cam, đó là điều tự nhiên. Thì tình yêu thương nó là cái gì tự nhiên, chứ không phải cố gắng nỗ lực để làm. Bởi vì Chúa yêu chúng ta mới có thể yêu người khác. Cho nên tình yêu thương nó là cái điều gì tự nhiên ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Trái là cái gì tự nhiên. Rồi thứ hai nữa là gì? Trái thì chúng ta thấy nó là gì? Khi chúng ta trồng một cái cây, chúng ta thấy nó mọc ra trái thì nó lộ ra rõ ràng. Tình yêu thương nó không có úp mở, cái gì nó cụ thể rõ ràng ra, nó cũng không có giả tạo. Cho nên sứ đồ Văn nói rằng: chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng hãy yêu bằng việc làm và lẽ thật. Như vậy thì tình yêu thương nó cái gì nó rõ ràng, nó cụ thể. Rồi cái cuối cùng, trái thì nó đem đến cái kết quả cho cái người trồng.
Như vậy thì khi chúng ta yêu người khác thì chúng ta sẽ nhận được tình yêu của Chúa. Bởi vì tình yêu thương nó đem đến cái kết quả cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta yêu người khác, chúng ta làm gì tình yêu thì chúng ta sẽ nhận lại được tình yêu. Thì trái nó là cái gì đó rõ ràng. Như vậy thì chúng ta đã đi qua ba điều. Tình yêu thương nó đến từ Đức Chúa Trời. Tình yêu thương đến từ Đức Chúa Giêsu. Tình yêu thương đến từ Đức Thánh Linh. Và cuối cùng, điều trọng hơn hết trong hội thánh, từ câu 8 cho đến câu số 13, tình yêu thương thì nó trường tồn bất việt. Hồi nãy chúng ta nói tình yêu thương nó có giá trị hơn các ân tứ. Tình yêu thương đến từ Chúa Giêsu, rồi tình yêu thương thì nó trường tồn. Bởi vì tình yêu thương là bản tánh của Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng trường tồn. Ngài là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Cho nên tình yêu thương của Ngài cũng là trường tồn. Chúa nói rằng ta yêu ai thì ta yêu đến cuối cùng. Cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng, này bây giờ còn có ba điều: đức tin, hy vọng. Nhưng điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Các ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta ở trong cái phần đầu mà sứ đồ Phaolô nói đó, nó rất là quý. Nhưng mà ân tứ thì chúng ta làm việc phục vụ Chúa ở dưới đất này thôi. Nhưng mà khi lên trời rồi thì chúng ta đâu còn sử dụng ân tứ nữa. Ân tứ là để gây dựng hội thánh, để làm việc ở dưới trần gian này. Nhưng mà khi lên trời rồi không sử dụng ân tứ. Rồi các lời tiên tri cũng vậy, giảng đạo là cũng là giảng ở dưới trần gian này, nhưng mà khi về trời rồi nó cũng sẽ hết. Rồi hiện nay thì nhân loại nói nhiều thứ tiếng, muốn giảng đạo cho nước nào thì chúng ta phải học tiếng của nước đó. Nhưng mà khi lên trời rồi thì sự thông biết hầu bị bỏ, nó không còn. Rồi hiện nay chúng ta bị hạn chế bởi không gian và thời gian, nhưng mà khi lên trời rồi thì chúng ta sẽ trọn vẹn, không còn hạn chế nữa. Cho nên ông Phaolô ông ví sánh là nó hai giai đoạn ở trong đời sống. Khi chúng ta còn trẻ và cái người trưởng thành, khi còn trẻ thì chúng ta nói năng tư tưởng suy xét như là con trẻ, nhưng mà khi trưởng thành rồi chúng ta không còn giống như vậy nữa. Hiện nay chúng ta thấy Chúa qua cái phản chiếu mờ thôi, nhưng mà khi lên trời rồi mặt đối mặt chúng ta sẽ thấy Ngài. Còn ở dưới đất này chúng ta không thấy được, bởi vì chúng ta là tội lỗi. Khi chúng ta đối diện với Chúa thì chúng ta sẽ chết. Chúa là đấng thánh khiết. Cho nên khi mà ông Môi-se ông muốn gặp Chúa cũng không gặp được, chỉ gặp cái ánh lửa thôi chứ không thấy mặt Chúa. Chỉ khi nào Chúa Giêsu đến trần gian này thì Ngài cất cái sự vinh hiển đó thì con người mới thấy Ngài. Thì Ngài mang cái thân xác của con người. Cho nên ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn lẽ thật. Chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển đến từ nơi Cha. Như vậy thì bây giờ ở dưới đất này chúng ta bước đi với Chúa thì chúng ta cần có đức tin. Chúng ta cần có đức tin để chúng ta bước đi với Chúa. Nhưng khi lên trời rồi thì chúng ta bước đi bởi mắt thấy. Bây giờ dưới đất thì chúng ta bước đi bởi đức tin. Nhưng mà lên trời rồi thì chúng ta thấy Chúa rồi thì chúng ta không cần bước đi đức tin nữa. Bây giờ dưới đất chúng ta còn hy vọng, chúng ta còn trông đợi. Nhưng mà khi lên trời rồi chúng ta không còn hy vọng. Ở trong Roma đoạn 8 câu 21 nói rằng chúng ta đã thấy rồi thì còn hy vọng gì nữa. Bây giờ chúng ta chưa thấy thì chúng ta phải hy vọng. Nhưng mà khi chúng ta lên trời chúng ta thấy rồi thì chúng ta không còn hy vọng. Nhưng có một điều còn lại đời đời, đó chính là tình yêu thương. Bởi vì khi lên đó chúng ta vẫn còn yêu thương nhau. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là nên bây giờ còn có ba điều: đức tin, hy vọng. Nhưng điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Bởi vì tình yêu thương nó trường tồn, nó còn mãi với thời gian và không gian luôn. Còn đức tin và hy vọng chỉ có ở trên đất này mà thôi. Cho nên những gì chúng ta làm bởi tình yêu thương thì chúng ta sẽ nhận được tình yêu thương. Trong một cuộc đấu giá tập thư tình của nhà bác học Albert Einstein gửi cho người vợ thứ nhất, thì cái tập thư tình của ông đó bán được 300.000 bản Anh, trong khi đó cái bản su khảo mà về thuyết tương đối đó chỉ bán có 250.000 bản Anh thôi. Như vậy thì tại sao cái tập thư tình nó lại có giá hơn cái bản su khảo? Đơn giản là bởi vì tình yêu thương. Cho dù con người thời xưa hay thời nay, chúng ta nên nhớ một điều: chúng ta có thể thay đổi hiện tại, chúng ta có thể thay đổi, nhưng mà cái tình cảm, lý trí, ý chí của con người chúng ta xưa và nay nó vẫn không bao giờ thay đổi. Chính vì vậy chúng ta mới học được lời của Chúa. Con người vẫn luôn yêu nhau,
Còn khoa học thì mỗi ngày người ta khám phá thêm nhiều cái mới, nhưng mà tình yêu thì nó vẫn là trường tồn như vậy. Cho nên đó là cái điều trọng hơn hết trong hội thánh. Cho dù chúng ta có tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta không có tình yêu thương, thì những điều chúng ta làm nó chỉ không có giá trị, không đem ít lợi. Như vậy thì qua bài học buổi tối hôm nay, điều trọng hơn hết trong hội thánh nó không phải là ân tứ, nó cũng không phải là đức tin, nó cũng không phải là hy vọng, mà điều trọng hết trong hội thánh đó chính là tình yêu thương. Bởi vì tình yêu thương nó đến từ Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn của tình yêu, Ngài yêu chúng ta mới có thể yêu người khác. Rồi tình yêu nó đến từ Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu đã chết cho tội lỗi của chúng ta, Ngài đã hy sinh cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể sống cho Ngài, chúng ta mới có thể hy sinh cho người khác. Rồi tình yêu thương đến từ Đức Thánh Linh thì có thể giúp chúng ta nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta, làm cho chúng ta được trở nên trọn vẹn, làm cho chúng ta trở nên kết quả, sanh ra những cái bông trái của Thánh Linh. Những việc lớn lao chúng ta làm trong hội thánh, nếu không có tình yêu thương thì nó không có giá trị. Nhưng mà những cái việc nhỏ nhất chúng ta làm trong hội thánh mà chúng ta làm bằng tình yêu thương thì nó sẽ trường tồn mãi với thời gian. Chúng ta nên nhớ Chúa Giêsu đã yêu chúng ta, Ngài đã chết cho chúng ta. Như vậy thì tất cả những gì chúng ta làm, xin Chúa giúp tôi cũng như quý vị, chúng ta làm, hãy làm bằng tình yêu thương, bởi vì đó là trường tồn. Nguyện xin Chúa ban phước lành trên hết thảy chúng ta, muốn thật hết lòng.